Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 được tổ chức tại Bình Dương, tối ngày 28 tháng 7, cụm thi đua số 10 các cơ quan thông tấn báo chí trung ương đã có buổi giao lưu trao đổi hợp tác với cụm thi đua số 7 các đài phát thanh truyền hình miền Đông Nam Bộ. Tại buổi giao lưu, ông Lê Quang Minh, tổng giám đốc truyền hình Quốc hội Việt Nam, cụm trưởng cụm thi đua số 10 đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của các đơn vị trong cụm 6 tháng đầu năm đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Lãnh đạo các đơn vị thuộc các cụm thi đua cũng chia sẻ trao đổi một số kinh nghiệm về quản lý khai thác, sử dụng dữ liệu, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình hoạt động thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, sự đổi mới nội dung, hình thức của các chương trình tuyên truyền, các hoạt động thuộc chương trình chuyển đổi số quốc gia. Lãnh đạo các đơn vị cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong việc chia sẻ khai thác sử dụng dữ liệu giữa các đơn vị trong cụm góp phần mang đến cho công chúng những sản phẩm báo chí chất lượng.